Lời Chúa ngày thứ hai tuần thứ 31 thường niên, mùng 2 tháng 11 2020, lễ cầu hôn. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Lời Chúa ngày thứ hai tuần thứ 31 thường niên, mùng 2 tháng 11 2020, lễ cầu hôn. Thưa chị em, chúng ta bước sang một tuần lễ mới và một tháng mới. Xin chúc anh chị em một tuần lễ mới niềm vui, bình an. Và tháng mới là tháng 11, cầu cho các linh hồn. Xin Chúa cất đi cơn đại dịch đang hoành hành trên thế giới. Xin Chúa cất đi những cơn bão lũ. Và xin Chúa cho có nhiều bàn tay đưa ra cứu vớt những mảnh đời bất hạnh trong cơn lũ lụt, nhất là bị sạt lở ở Việt Nam. Và thứ hai là chúng ta nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó nhớ đến những nạn nhân của virus corona, nạn nhân của lũ lụt ở Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới. Xin Chúa đưa những người thân yêu ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Và trong tháng 11 thì chúng ta có việc lãnh ơn toàn xá để cầu nguyện cho các linh hồn. Xin phép được đọc lại các điều kiện lãnh ơn toàn xá trong tháng 11 trong hoàn cảnh virus corona năm 2020. Do đại dịch COVID-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành một sắc lệnh cho phép việc lãnh nhận ơn toàn xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11, 2020. Sắc lệnh giải thích, Tòa Ân Giải Tối Cao đã nhận được nhiều thỉnh nguyện của các mục tử xin cho việc thực hành đạo đức cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch. Tòa Ân Giải Tối Cao đã quyết định ơn toàn xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời thông thường chỉ trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau, không cần các ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận ơn toàn xá vào ngày mùng 2 tháng 11, ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ các thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11. Do mỗi tín hữu tự chọn. Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận ơn toàn xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lãnh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời, hoặc một bài đọc kinh thánh để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình. Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục trong năng quyền của mình quảng đại cử hành bí tích giải tội và trao mình Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba thánh lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thưa anh chị em, ý nghĩa của ngày lễ cầu hôn thì chúng tôi mời anh chị em chúng ta vào trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời của ngày thứ hai mùng 2 tháng 11 để chúng ta nghe về ý nghĩa ngày lễ cầu hôn như thế nào. Và mỗi ngày thì chúng tôi cố gắng là đọc lời Chúa theo đúng mùa phụng vụ. Chúng ta đang ở thứ hai sau Chủ nhật thứ 31 thường niên và sắp kết thúc vào ngày cuối cùng của tuần thứ 34 thường niên. Như thế,
thì từ Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng cho đến ngày Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày cuối cùng của Chủ nhật 34 thường niên là ngày thứ Bảy, chúng ta có 365 ngày. Chị em có 365 bài giảng liên tục, không bị ngắt quãng. Những ngày lễ trọng, những ngày lễ kính, những ngày lễ nhớ thì chúng tôi có chuyên mục Sống Chuyện Đạo Chuyện Đời để anh chị em theo dõi và lắng nghe, hiệp thông lễ các thánh, lễ Đức Mẹ hoặc các lễ khác ý nghĩa. Như thế thì nếu ai có tập mà sưu tập bộ lời Chúa audio, video thì anh chị em có được 365 ngày của năm A 2020. Vì bước sang Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng, dù đang ở năm 20 nhưng mà chúng ta cũng bước sang là năm mới phụng vụ 2021, là năm B từ đầu Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa của ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 31 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư của Phaolô gửi Philippe chương 2 câu 1 đến câu 4. Philippe chương 2 câu 1 đến câu 4. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, nếu anh em ở lại trong lời của Thầy thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 12 đến câu 14. Luca 14, 12 đến 14. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta cùng nghe chia sẻ của Đức Thánh Cha lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ Tư 21 tháng 10 2020. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 1.000 tín hữu hành hương tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ Thánh Vịnh thứ 36. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói
toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Lạy Thiên Chúa, tình thương của Ngài quý trọng biết bao. Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn, họ được no say yến tiệc nhà Ngài. Nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thôi. Trước khi bắt đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài rất muốn đến gần các tín hữu, chào thăm và bắt tay họ. Nhưng nếu Ngài đến gần thì mọi người tụ tập lại với nhau, và như vậy có nguy cơ lây lan virus corona. Cho nên Ngài nói, tôi giữ khoảng cách là vì anh chị em, để anh chị em khỏi bị lây nhau. Tôi thấy Đức Thánh Cha từ ngày mà bị dịch virus corona, Ngài khổ tâm nhất là không được đến gần người giáo dân. Dù là Ngài là người lớn nhất, trọng nhất, cao nhất trong giáo hội công giáo, nhưng Ngài lại rất muốn gần với người dân. Không có kiểu cách, không có bệ vệ, không có oai vệ, không có thích có dàn hàng chào rồi rước rồi kèn rồi chống nghi lễ quan cách. Ngài không thích. Ngài chỉ muốn hòa mình vào với người dân. Đi đâu cũng là giơ tay ra bắt, đi đâu cũng ôm lấy trẻ thơ, đi đến đâu cũng cúi xuống với người khuyết tật, với người già. Hình ảnh của một người mục tử sao nó đẹp thế nhỉ? Ước gì anh em chúng tôi, những giám mục, linh mục, tu sĩ cũng bắt chước được cái hình ảnh gần gũi thân thương đó, để bớt cái bệ vệ, bớt cái kiểu cách, bớt cái nghi lễ và bớt hình thức đi, để làm sao có cái sự gần gũi giữa người mục tử với con chiên của mình. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày phần 2 của bài thứ 10 trong loạt bài vệ sự cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc bài giáo lý về kinh nguyện của các thánh vịnh. Trước hết chúng ta ghi nhận rằng, trong các thánh vịnh thường xuất hiện một nhân vật xấu, kẻ gian ác. Nghĩa là kẻ sống như thể không có Thiên Chúa. Đó là người không hề để ý tới siêu việt, không hề cầm hãm sự kiêu hãnh, không sợ bị phán xét về những gì họ nghĩ hoặc làm. Kẻ gian ác là như vậy. Vì lý do đó, tập thánh vịnh trình bày kinh nguyện như một thực tại cơ bản của cuộc sống. Sự tham chiếu tuyệt đối và siêu việt mà các vị tôn sư tu đức gọi là lòng kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa là điều làm cho chúng ta hoàn toàn là người, là hàng rào cứu chúng ta khỏi chính bản thân mình, ngăn cản không để chúng ta phiêu lưu trên con đường ấy như kẻ mê săn đuổi và háu ăn. Kinh nguyện là sự cứu thoát con người. Dĩ nhiên, cũng có những thứ kinh nguyện giả tạo. Một kinh nguyện giả bộ chỉ để được người khác ngưỡng mộ khi mình đọc kinh nguyện đó. Những người đi lễ chỉ để tỏ cho người ta thấy mình đi lễ, họ là người công giáo, nhưng đi lễ chỉ để khoe áo thời trang mới nhất mà họ mua, để được danh tiếng xã hội. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ cảnh cáo về điều này. Anh chị em đọc trong Matthew chương 6 câu 5 đến câu 6, Luca chương 9 câu 14. Nhưng khi tâm hồn chân thành cầu nguyện, thì lúc ấy kinh nguyện làm cho chúng ta chiêm ngắm thực tại với đôi mắt Thiên Chúa. Khi ta cầu nguyện, thì mọi sự đều đạt được bề dày. Khi ta cầu nguyện, thì mọi sự đều đạt được bề dày. Việc phụng sự tệ nhất mà ta có thể làm cho Thiên Chúa và cho mọi người là cầu nguyện một cách mệt mỏi, chỉ làm vì thói quen mà thôi. Cái mà là qua rồi giờ mà anh mà rồi về qua khổ nạn đau thương hòa cho Giêsu là một cái mệt mỏi. Cái mà rồi sao nhanh được chưa cha rồi chưa con như đâu qua chưa. Tôi khi tôi nghe mấy ông đọc kinh, tôi tưởng đang phó linh hồn.
như tiếng âm mưu từ dưới địa ngục vọng lên. Đức Thánh Cha bảo là lời cầu nguyện một cách mệt mỏi làm chỉ vì thói quen, không nên làm như vậy. Kinh nguyện là trọng tâm của cuộc sống. Nếu có kinh nguyện thì cả những anh chị em đều trở thành quan trọng. Một ngạn ngữ cổ của các đan sĩ Kitô đầu tiên nói rằng: phúc cho đan sĩ nào sau Thiên Chúa coi tất cả mọi người như Thiên Chúa. Phúc cho đan sĩ nào sau Thiên Chúa coi tất cả mọi người như Thiên Chúa. Ai thờ lạy Thiên Chúa thì yêu thương con cái của Chúa. Ai kính trọng Thiên Chúa thì cũng tôn trọng con người. Đôi khi chúng ta thờ lạy Thiên Chúa mà không yêu thương con cái Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta kính trọng Thiên Chúa mà không tôn trọng con người. Mà thường là như vậy. Vì thế, kinh nguyện không phải là thuốc an thần để làm lắng dịu những lo lắng của cuộc sống. Dẫu sao, hoặc kinh nguyện như thế chắc chắn là không đúng theo tinh thần Kitô. Đúng hơn, kinh nguyện giúp ý thức trách nhiệm. Chúng ta thấy điều đó rõ ràng trong kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Để học cách cầu nguyện này, các thánh vịnh là một trường học quan trọng. Chúng ta đã thấy các thánh vịnh không luôn luôn dùng những từ tinh tế và trải chuốt, và thường mang những vết sẹo của cuộc sống. Dẫu sao, tất cả các kinh nguyện ấy được sử dụng trước tiên trong đền thờ, rồi trong các hội đường, và cả những kinh nguyện thân mật và riêng tư nhất. Vì thế, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng những kiểu diễn tả đa dạng của kinh nguyện thánh vịnh nảy sinh đồng thời trong phục vụ đền thờ và trong tâm hồn của mỗi người. Và thế là kinh nguyện riêng kín múc và được nuôi dưỡng trước tiên bằng kinh nguyện của dân Israel và rồi bằng kinh nguyện của dân Chúa trong giáo hội. Các thánh vịnh riêng chứa đựng những tư tưởng và các vấn đề riêng tư nhất của cá nhân, cũng là gia sản chung, đến độ được tất cả mọi người cầu nguyện và cho mọi người. Kinh nguyện Kitô giáo có sắc thái ấy, và chiều hướng tinh thần này liên kết đền thờ với thế giới, không tách biệt. Kinh nguyện có thể bắt đầu trong ánh sáng lờ mờ tại một nhà thờ, nhưng sau đó kết thúc hành trình qua những đường phố không đóng khung trong nhà thờ. Bắt đầu bằng ánh sáng lờ mờ trong nhà thờ, nhưng kết thúc bằng hành trình qua những đường phố. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi đem ra thực hành lòng thương xót Chúa là vậy đấy thưa anh chị em. Kinh nguyện và cuộc sống, nó liên kết, nó nối kết với nhau. Kinh nguyện thúc đẩy chúng tôi đi ra ngoài đường để hoạt động. Và khi hoạt động như vậy, chúng tôi hoạt động vì đã được lời kinh thúc đẩy chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi hoạt động. Cho nên anh chị em mình thấy là đi làm việc bác ái, giữa những tổ chức bác ái ngoài xã hội và những anh chị em mà đi làm công tác gọi là thực hành lòng thương xót, nó phải khác nhau. Phải khác nhau. Có thể người ta làm chỉ vì một cái tình cảm tự nhiên của con người đối với con người, hoặc làm theo phong trào, hoặc làm để đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc làm để mà phô diễn cái tổ chức của mình. Còn những người mà đi làm công tác bác ái, những người đi thực hành lòng thương xót Chúa, con cái của Chúa, phải phát xuất từ kinh nguyện trong ánh sáng lờ mờ một nhà thờ, từ lời kinh, lời nguyện thấm đượm lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được rằng Chúa thương xót tôi, rồi tôi mới ra đi để thể hiện lòng thương xót đó Chúa cho người khác. Cho nên trong nhóm thiện nguyện tín thác, có một số anh em xin đi công tác mà chúng tôi không chấp nhận, không đồng ý cho đi. Chỉ vì tôi bảo mấy người đó, mấy anh em đó chỉ đi vì đi làm mà thôi. Tôi chưa thấy họ giang tay cầu nguyện. Tôi chưa thấy họ cảm nhận được sâu xa về lòng thương xót của Chúa. Mà chỉ đi theo phong trào, chỉ đi hoạt động mà không có cầu nguyện. Tôi không chấp nhận.
tôi không chấp nhận. Hoặc là có những anh chị em ở nước ngoài nói, con mong hết Covid về để con đi làm bác ái với nhóm của cha. Thấy nhóm của cha đi làm bác ái hay quá, con thích quá, cha cho con đi không? Tôi nói, chúng tôi sẵn sàng với điều kiện là về đi cầu nguyện trước cái đã, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình đã. Chúa thương xót mình như vậy cho nên mình mới đi để mình giới thiệu lòng thương xót đó của Chúa cho người khác bằng hành động xót thương. Chứ không phải về đây để đi làm việc bác ái mà phô trương, hoặc là đi cho nó vui, hoặc đi theo phong trào. Thấy mấy anh chị em đi vui quá, thích quá. Không, tôi không đi vì vui, vì thích. Nhưng mà đi làm như vậy rất thích, rất vui. Chứ không phải vì thích, vì vui mà đi. Hai cái khác nhau. Ở ngoài thế gian có thể vì thích, vì vui mà đi. Còn chúng tôi đi làm cái đó dù gì đi nữa vẫn thấy vui, vẫn thấy thích. Vì nó phát xuất từ một cái gì nó sâu hơn. Giống như lời Chúa ngày hôm nay, là khi mình mời khách dự tiệc, nếu chúng ta chỉ mời những người có chức, có quyền, có thế, sang, giàu, đẹp, thì Chúa Giêsu nói có hơn gì đâu. Chỉ mời những người mà mình thấy đã có lợi cho mình. Thế gian Phaolô bảo là mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Vì thế mà Chúa Giêsu nói rằng là khi anh em mời, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ. Còn nếu ông mời khách, bạn bè, anh em, bà con, láng giềng, giàu có, họ cũng mời lại ông, và như vậy ông được đáp lễ rồi, được trả công đời này rồi. Còn đây mời những người mà họ không có gì đáp lễ, họ không có gì để trả công cho ông, thì như thế ông mới thật có phúc. Như thế mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ, không phải đời này, mà được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Tức là ngày sau hết, ngày cánh chung. Khi những kẻ lành sống lại, thì chính những người ấy sẽ rước ông vào hạnh phúc đời đời. Vì yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu mến anh em. Kính trọng Thiên Chúa thì cũng kính trọng anh em. Mà người đan sĩ, hay nói là người con cái của lòng Chúa thương xót, thì trước là Thiên Chúa và thấy Thiên Chúa trong những người anh em của mình. Vì thế mà kinh nguyện có thể nảy sinh từ những bận rộn hàng ngày và được viên mãn trong phụng vụ. Những cánh cửa của nhà thờ không phải là những rào cản, nhưng là những màng có thể lọt qua, sẵn sàng đón nhận tiếng kêu của tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi đang có giấc mơ vẽ về một ngôi đền thờ lòng Chúa thương xót thật đơn sơ, không cầu kỳ, vàng vàng đỏ đỏ, cong cong queo queo, không có lộng lẫy nguy nga, không có trang hoàng những thứ đắt tiền quý giá, nhưng mà một ngôi đền thờ lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đang mơ đến thật đơn sơ. Nhưng bước vào đó thấy được cái sự thiêng liêng trong đó, thấy được cái sự gần gũi giữa Thiên Chúa và con người, gần gũi giữa con người với nhau và gần gũi con người với thiên nhiên. Khi mà cung thánh không có chiếm 1/3 nhà thờ, tôi thấy nhiều khi nhà thờ thì giáo dân không có chỗ ngồi mà cung thánh thì lại quá rộng. Tôi đứng làm lễ trên cung thánh như lửa giữa sa mạc, vì người dân nó quá xa và mình quá cao. Nói giảng không nhìn thấy mặt họ, không nhìn thấy ánh mắt của họ, không có đối thoại được. Vô những ngôi nhà thờ như vậy tôi thấy mình dâng lễ nó rất là loãng, không có gần gũi được. Làm sao người ta vô người ta thấy gần Chúa, gần nhau và gần với thiên nhiên. Một cung thánh mà nơi đó đằng sau là một khung trời tự nhiên, một khoảng kiến. Và nhìn ra không gian, thấy được cây, hoa, bầu trời. Ban đêm thấy được ánh sao, trăng rằm thấy được ánh trăng. Nhìn rồi thấy nó không có cái giới hạn, không có giới hạn. Và như thử là Đức Thánh Cha nói là mình nghe được tiếng kêu của những người dân lọt vào. Mình thấy được gần gũi Thiên Chúa, gần gũi thiên nhiên, gần gũi con người. Bước vào cái ngôi đền thờ, thật là đơn sơ, giản dị, nhưng không có luộm thuộm, không có màu mè, không có cầu kỳ,
không có kiểu cách, không có kiểu cọ. Thật là đơn sơ nhưng rất trang trọng làm được cái đó. Hài hòa. Vô đó mình thấy một không gian mở ra với Thiên Chúa, với thiên nhiên và với con người. Trong kinh nguyện thánh vịnh, thế giới luôn hiện diện. Ví dụ, các thánh vịnh mang lại tiếng nói cho lời hứa ơn cứu độ của Chúa cho những người yếu thế nhất. Chúa phán, vì sự áp bức những người lầm than và tiếng kêu của người nghèo, này đây ta sẽ đứng dậy, ta cứu thoát người bị khinh rẻ. Hoặc cảnh giác về nguy cơ của cải trần tục, vì con người trong cảnh thịnh vượng không hiểu, họ như những con vật chết đi. Hoặc kinh nguyện mở ra chân trời cho tầm nhìn của Thiên Chúa về lịch sử. Chúa hủy diệt những kế hoạch của các dân nước, làm cho dự phóng của chư dân tiêu tan. Nhưng kế hoạch của Chúa tồn tại mãi mãi. Các dự phóng của tâm hồn Ngài tồn tại từ đời này sang đời khác. Chúa nói công cuộc lòng thương xót của ta, ta đã dự chủ thì nó phải đi đến đúng kế hoạch đó, cho đến đích, mặc dù có những khó khăn, những cản trở, nhưng những trở ngại đó không thể dập tắt được công cuộc lòng thương xót của ta. Đã dự chủ thì kế hoạch của Thiên Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Tóm lại, nơi nào có Thiên Chúa thì cũng có con người. Kinh Thánh nói thật rõ, chúng ta yêu mến vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Nếu có ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình thì đó là kẻ nói dối. Thực vậy, ai không yêu mến anh em mình mà họ thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không nhìn thấy. Nếu bạn đọc bao nhiêu chuỗi mân côi mỗi ngày mà sau đó lại nói hành nói xấu người khác, oán hận người khác thì đó là đạo đức giả chứ không phải là chân lý. Đức Giáo Hoàng nói, nếu bạn đọc bao nhiêu chuỗi mân côi mỗi ngày mà sau đó lại nói hành nói xấu người khác, oán hận người khác thì đó là đạo đức giả chứ không phải là chân lý. Và đây là giới răn chúng ta nhận được từ Ngài, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Kinh Thánh nhìn nhận trường hợp một người tuy chân thành tìm kiếm Thiên Chúa mà không bao giờ gặp Ngài, nhưng cũng khẳng định rằng không bao giờ có thể chối bỏ nước mắt của người nghèo. Chẳng vậy họ sẽ không gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa không chịu đựng sự vô thần của kẻ chối bỏ hình ảnh của Chúa được in vào nơi mỗi người. Nếu mình chối bỏ hình ảnh Thiên Chúa được in vào nơi mỗi người, mình là kẻ vô thần, dù mình nói rằng mình tôn thờ Thiên Chúa. Không nhìn nhận hình ảnh ấy là một tội phạm thánh, là một tội kinh tởm, tệ hơn sự xúc phạm có thể gây ra cho đền thờ và bàn thờ. Xin phép được đọc lại. Thiên Chúa không chịu đựng sự vô thần của kẻ chối bỏ hình ảnh của Chúa được in vào nơi mỗi người. Không nhìn nhận hình ảnh ấy là một tội phạm thánh, là một tội kinh tởm, tệ hơn là sự xúc phạm có thể xảy ra cho đền thờ và bàn thờ. Và Đức Thánh Cha kết luận, kinh nguyện của các thánh vịnh giúp chúng ta không rơi vào cám dỗ vô đạo, nghĩa là sống và có lẽ cầu nguyện như thể Thiên Chúa không hiện hữu và như thể người nghèo không hiện hữu, đó là vô thần. Cầu nguyện mà không thấy rằng Chúa hiện hữu, nghĩa là không thấy Chúa hiện hữu, hiện diện nơi những người chung quanh mình, vẫn chỉ là kẻ vô thần mà thôi. Và kết thúc, mời anh chị em nghe lời Chúa qua thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được nên trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn và cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng
hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đó là thực hành lòng thương xót. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.